phải là gan, thì mình đánh như này thì là cho gan, bên trái là tỳ vị giúp ăn ngon. Lúc nào mình thấy ông mình tập thế này thì ngày nào mình ăn ngon, cho dù là mình không thấy đói nhưng mà cứ vào ngồi vào ăn cơm là thấy ngon liền. Có những như hôm mà không thấy đói không nhưng mà ăn là ngon, ăn rất là ngon. Tự động mình cho em tập các bài về về tỳ vị thể. Đây là con sẽ hướng dẫn mọi người bài tập về thận. Túc thiếu âm thận là đây là bài này là trong của Đạt Ma Sư Tổ ở trong Sư Kinh Kinh. Đây, hôm nay con sẽ hướng dẫn mọi người tập như này. Buổi chiều là từ 17 giờ đến 19 giờ thận lắm ạ, mà bỏ ra khoảng tầm 10 phút thôi là mình sẽ thấy khỏe liền. Đấy, mở tay sang hai bên, đưa lên đằng trước, ngón chân lên giữ như này, đứng trên đầu ngón chân nhỉ, đúng không ạ, thẳng lưng ạ, bắt không bắt phải nó lưng chừng như này. Đấy, nhón chân lên được chưa? Đây mọi người nhìn quanh đấy, đây đúng rồi, như này, đây ạ, như này, đứng như này được, đứng rồi, chân được quỳ quỳ như này, đây, rồi mở sang hai bên, thở ra, thấy rất thoải mái, đưa tay về, mình làm động tác này 3 lần, rồi, còn thứ hai, đưa lên hít sâu này, đưa lên ở trước này. Nhí thở, lưỡi đến ra bên trên. Đấy. Rồi mình mở tay ra đây này. Đứng bằng cách đầu ngón chân thôi. Đúng rồi, thẳng lưng. Chúng ta không phải như thế này. Không phải như này mà phải thẳng lưng như này. Được chưa? Rồi mở tay ra hai bên này. Khi khí này đang nhiệt. Rồi, đấy là xong động tác thứ nhất. Động tác thứ hai như này. Mở tay sang hai bên, đưa lên xuống thêm một tí nữa, đấy như này, đấy, được chưa? Đứng nuôi trường đấy, nếu mà đứng toàn đầu có chân không? Ai mà là thấy run chân liền, đúng không? Rồi lên ạ, thế là thật yếu là chân nó sẽ như này, nó run run giống con gà đấy, đấy là thật yếu. Mở sang này, đưa lên này, xuống lưng chừng này, đứng như mà đang đứng vào cái đầu ngón chân, lưng thẳng, lưng, chân đi đây, tập thấy nóng chưa? Tiếp theo xuống tập 3 động tác đầu là tam bàng làm kim, mở ra, đưa lên. Đứng đầu chân thay đầu gối chạm mặt. Không, thay đầu gối chạm vào. Bảo An, nghe không đây? Thay đầu sau. Được chưa? Thay đầu sau. Thay để trên đây. Đúng rồi con ạ. Đấy. Đúng chưa? Ngồi vai là chỉnh không ạ? Để chân đầu gối vào đây. Con gái. Được chưa? Đầu gối chạm vào. Rồi đứng đây. Thở ra rất từ từ. Đưa khí về đan điền. Đấy. Nào, mở ra, đưa lên, chặn đầu gối vào, hai đầu gối khép vào, đưa lên, hai đầu gối khép vào, nhảy thở, rồi mở ra hai bên, đưa khí về đan điền, tiếp ạ, chỉ đúng cái đầu ngón chân rồi. Rồi động tác cuối cùng là xuống cái lên ngay, là chặn chân đầu gối phát đứng lên, chặn hết lên luôn. Đấy, được chưa? Còn người đang nằm còn làm hết lại nữa. Rồi tay đưa lên, chặt xuống, đưa lên, đây, đúng không?